Thích thì nhích theo đúng nghĩa đen, chỉ một cái lướt tay có ngay vàng bạc đá quý tặng vợ. Đây là màn ảo thuật đơn giản nhưng không hề dễ làm nhất quả đất mà tám tôi từng được chứng kiến. Không cần sân khấu hoành tráng hay đạo cụ màu mè, chỉ một chiếc điện thoại và thao tác lướt nhẹ như trên mặt nước, anh chồng đã biến hóa ra 7749 vòng vàng nhẫn kim cương để chiều lòng nóc nhà. Đúng kiểu, em chỉ cần chọn thôi, còn mọi thứ cứ để anh lo. Người thành công luôn có lối đi riêng mà. Mời đến! Mời đến! Cảm ơn các bạn đã theo dõi 8TV. Tiếp tục like, share và subscribe để cùng chúng mình cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày, bạn nha.